Em này gấp đôi thì liệu dùng được bền gấp 10 năm đúng không? Không có đúng không ạ? Cái đấy là các bạn phải cân nhắc và đắn đo. Nói chung là theo ngu kiến của mình, cân đối với những cái thông tin mà thị trường Việt Nam mình đang có với những cái thị trường bên mình bán, hoặc là theo những cái nhu cầu của khách hàng, thì em này nó vẫn là chân ái thực tế. Còn em này thì cho ra có những ai thích trải nghiệm, thích những cái sự mới mẻ. Anh ơi. Sao thế em? Buồn quá anh ạ. Sao chuyện buồn gì? Qua nhà mất tiền anh ạ. Sao lại mất tiền? Để cửa kiểu gì mà lại để mất tiền? Mất bao nhiêu? Mất hơn chục củ anh. Mất hơn chục triệu cơ. Thế là mày mất hay là bố mẹ mày mất hay là vợ mày mất? Em mất anh ạ. Mất tiền anh ạ. Thế là mất bao nhiêu? Mất hơn chục củ. Hơn chục củ à? Thôi, tao hai tháng lương rồi thôi, hai vợ chồng về. Của đi thay người em ạ, bảo ban nhau. Anh xem hơn chục củ đấy có con máy cắt cỏ nào tư vấn cho em. À đủ. Thế à? Thế thì theo anh. Hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Vợ phải mất 11 triệu thế là chuẩn rồi đấy. Đây anh tư vấn cho. Hai lựa chọn luôn. TG53 và Husqvarna 553. Thì bên mình đã giới thiệu cái mẫu cắt cỏ Husqvarna 553 mới ra mắt thị trường. Với mức giá con này là 10 triệu 800 nghìn chưa bao gồm phiên chuyển. Em này thùng dài đóng như kia. Nên là nếu các bạn vận chuyển nó sẽ mất vào gần khoảng 300 nghìn nữa. Thì tổng thiệt hại khi mà giá đến tay các bạn nó sẽ rơi vào tầm 11 triệu. Chưa bao gồm đồ nhá, đấy là chưa bao gồm đồ. Tức là chưa có đồ đạc gì, chưa có cước tiếp, chưa có nhớt tiếp gì. Hơn 11 củ. Với bằng tầm tiền đấy các bạn có thể nạp được hai con TG53. Vậy thì rất là nhiều bác đặt ra cái câu hỏi nên chọn con này hay nên chọn con này. Cho số đông người tiêu dùng Việt Nam, theo như mình nhá, ngu kiến, giật luôn hai em này. Đấy, quan điểm thứ nhất, rẻ. Em này 5.650.000 cần rẻ, loại cần đắt đi cũng chỉ có 6 triệu thôi. Tức là giá các bạn đầu tư ban đầu bằng 1/2 so với em này. Tức là khi mà các bạn tiết kiệm như thế, các bạn mua em này, các bạn sẽ tiết kiệm 6 triệu. Còn nếu nhà các bạn đông người, nhà các bạn đông việc thì các bạn có thể mua được hai em này luôn. Hiệu quả gấp đôi luôn. Thứ hai là mức công suất và mức khỏe của nó thì sàn sàn nhau thôi. Con Husqvarna này cho ra công suất là 2.3 kW. Còn con này cho ra công suất là 2 kW. Dung tích buồng đốt em này là 50.6 cc. Còn dung tích buồng đốt của em này là 53.2 cc nha các bạn nha. Con này thì hành trình tay biên nó dài hơn, đường kính piston nó nhỏ hơn, dung tích buồng đốt của nó lại lớn hơn. Còn em này thì hành trình tay biên ngắn hơn, đường kính của piston lớn hơn 1 ly thôi, nên dung tích buồng đốt nó nhỏ hơn. Tuy nhiên là cái công suất ra của con này lại lớn hơn, 0.3 kW. Nếu mà thật sự luôn như các bạn cảm nhận ấy, không có sự khác nhau quá nhiều về cái công suất đâu. Cái MTG53 này là đã được khẳng định chất lượng bởi vì nó đã ra thị trường Việt Nam, nó đã phù hợp với thị trường Việt Nam mình rất là lâu rồi. Còn đối với hãng thì tất nhiên chất lượng của nó kiểm soát đầu ra cực kỳ ngặt nghèo. Tuy nhiên khi ra một cái sản phẩm như thế này thì hãng họ bán cho rất nhiều khu vực, chứ không phải riêng Việt Nam nào, thì bán cho châu Âu, châu Á, bán cho châu Mỹ, châu Phi, châu Latin, tất cả các thị trường. Chưa chắc đã lại phù hợp với thị trường Việt Nam. Cái đấy là mình đang nói là chưa chắc nhé, chứ không phải là 100%. Đấy nên là cần phải có thời gian trải nghiệm của người tiêu dùng, lúc đấy mới biết được nó có phù hợp với thị trường khí hậu khô nóng hay là khí hậu bụi hay không, hay địa hình bụi hay không, hay là loại cỏ hay không. Đấy rất là nhiều vấn đề, chứ không phải là con nào của hãng ra cũng ok nhé. Hãng ra là ngon nhưng mà chưa chắc lại phù hợp với thị trường đấy. Đấy là lý do con TG53 này đã được khẳng định rồi, bởi vì nó đã bán thị trường Việt Nam 4 đến 5 năm rồi và rất nhiều phản hồi tích cực về nó. Con này thì người ta đúng là chỉ có chê là nặng thôi. Còn nếu mà xác hai con này nhá, nặng như nhau không khác gì. Và tiếp tục nữa, đó là một cái lý do là phụ tùng thay thế sửa chữa. Đối với em này chắc chắn là các bạn sử dụng 100% đồ hãng, không có đồ lô. Còn em TG53 này á, các bạn thích dùng đồ hãng thì dùng, thích dùng đồ lô thì dùng. Em này á, đồ hãng đôi khi mua còn khó, không phải là cửa hàng nào cũng có. Các bạn phải làm trực tiếp, phải đặt mua những cái cửa hàng hoặc là đại lý trực tiếp của hãng thì họ mới có thể liên hệ với hãng và đặt mua cho các bạn một cách nhanh nhất. Tuy nhiên có 1-2 cái món lặt vặt đấy, người ta đôi khi cũng ngại đặt cho các bạn. Còn đối với hàng này nhá, các bạn thích thì nhiều cái cửa hàng sẵn sàng, nếu mà họ hết đồ phụ tùng chính hãng, họ sẵn sàng họ bóc ra họ bán cho các bạn luôn cơ. Đấy, còn đồ lô con này quá nhiều. Đấy, tức là chi phí vận hành sau khi sử dụng ít tiền hơn. Chất lượng này đã được khẳng định này, giá thành chi phí đầu tư ban đầu thấp này, chi phí vận hành trong quá trình sử dụng này ít hơn. Đấy, ví dụ như em này các bạn bảo là tuổi thọ cũng phải được đến 4-5 năm nếu mà chúng ta biết dùng bảo dưỡng định kỳ. Em này gấp đôi thì liệu dùng được bền gấp 10 năm đúng không? Không có đúng không ạ?
Cái đấy là các bạn phải cân nhắc và đắn đo. Nói chung là theo ngu kiến của mình, cân đối với những cái thông tin mà thị trường Việt Nam mình đang có, với những cái thị trường bên mình bán, hoặc là theo những cái nhu cầu của khách hàng, thì em này nó vẫn là chân ái thực tế. Còn em này thì cho ra, có những ai thích trải nghiệm, thích những cái sự mới mẻ, muốn thử cái công nghệ như nào, có đam mê với phát cỏ, với đam mê với cả những cái công nghệ mới, thì các bạn cũng có thể thử nghiệm. Nói chung là tùy theo từng anh em, nhưng mà theo ngu kiến chọn luôn em này. Rồi, nói với vợ em là thôi, lúc nào mà mất 11 triệu thì buồn thật, nhưng mà bù lại chúng ta lại may mắn nhặt được. Rồi, nhớ đăng ký like, subscribe kênh và chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất về điện máy Minh Sơn.